xa về thăm mảnh đất quê ta đẹp giàu. Em xin giải những bóng cờ lời ca quan họ đậm sâu quê nhà. Tiếng hát đi cha ni hoa trên quê hương bên yêu của ta. Tiếng hát đi cha ni hoa dâng lên niềm vui ca trong tay xuân mới trái ngay trẻ già. Thắm thiết ý nghĩa ý tình quê hương ta chứa trang niềm vui. Thắm thiết ý nghĩa ý tình lúa đồng mênh mang mùa màng tươi tốt. Đây đây ta mình vui hát giao duyên điệu chèo như mãi nhớ mãi không. Điệu chèo say đắm lòng tôi, sân đình đông đúc mọi người ra xem. Từ cụ già tới các em hân hoan phấn khởi trong đêm hồi làng. Lời hát đi dọn đi già, em đi hát đi mong đi vàng đi sao nước vẫn đi hoàn đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thôn Điện Biên, xã Đại Thắng xin nhiệt liệt chào mừng. Các cụ trong hội xin trân trọng giới thiệu các cụ trong hội Kỳ Lão, các quan viên tứ giác và bà con trong làng Đại Lại, đặc biệt có những đoàn con cháu đi làm ăn, công tác xa xôi trăm dặm, ngàn dặm, bước chân rắn rỏi hướng về quê hương, nay có mặt tại đình làng dự hội, xin nhiệt liệt chào mừng. Trước mái ấm tâm linh của làng, tôi xin có bài thơ chúc mừng các cụ mừng tứ giác như sau. Chúc mừng tứ giác phát kim hoa, phúc đức thiên quang tựa hải hà, nhị vị linh từ lưu chính tích, chiêng đồng kiệu rước tựa sao xa, thành tâm lễ vật dâng kính thánh, nghĩa nước tình quê thật đậm đà. Xin chúc sức khỏe chung tất cả các quý vị tân quý khách. Xin trân trọng cảm ơn. Hôm nay dưới bầu trời xuân, đất nước thanh bình, dòng mây mở hội, hòa nhịp cùng các miền quê khác, làng Đại Lại chúng ta tưng bừng mở hội xuân kính thánh, cầu cho hòa cốc phong đăng, bách gia trăm họ. Hôm nay, trong giờ phút trang trọng đầu tiên của lễ hội, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Điều, trưởng ban chấp hành tứ giác, trưởng ban tổ chức lễ hội lên đọc diễn văn khai mạc. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể xã Vĩnh Hào, các vị đại diện cho Đảng lãnh đạo thôn Đại Lại, các vị tăng ni, ban chấp hành mục vụ giáo xứ Đại Lại, ban chấp hành các giáo hội, ban đương dân, hội tế nữ quan, hội Phật tử các thôn Vĩnh Lại, Hào, Tiên Hào, họ Phạm Đình thôn Vĩnh Lại, các cụ trong hội Kỳ Lão, các quý khách thập phương xa gần, các tín đồ Phật tử cùng bà con nhân dân làng Đại Lại. Xuân về trời đất giao hòa, vạn vật đổi thay. Những nhành cây đâm chồi nảy lộc, những đàn chim cho mình bay về tổ ấm, mỗi chúng ta lại được thêm một tuổi mới. Tuy có khác về cương vị công tác, song đều chung một ý tưởng, vấn tổ tầm tông nhớ cội nguồn. Theo quy ước của nhân dân làng Đại Lại, thực hiện nghị quyết họp ngày 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn, lương dân tứ giáp về việc tổ chức lễ hội cổ truyền xuân Giáp Thìn 2024. Được sự nhất trí của các cấp chính quyền địa phương, hôm nay ngày 10 tháng 3 năm 2024, tức là ngày 1 tháng 2 năm Giáp Thìn, lương dân tứ giáp làng Đại Lại vui mừng phấn khởi long trọng tổ chức lễ hội cổ truyền xuân Giáp Thìn 2024. Về dự và chung vui ngày hội hôm nay, chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể, ban giám hiệu, trường trung học, cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non xã Vĩnh Hào, trạm y tế, hội đồng quản trị hợp tác xã Vĩnh Hào, các ông trong ban lãnh đạo thôn Đại Lại. Xin nhiệt liệt chào mừng các chư vị tăng ni của các chùa, các tín đồ Phật tử, các ông ban chấp hành giáo xứ Đại Lại, các giáo họ trong làng, ban chấp hành lương dân, hội tế nữ quan, hội các già, các tổ văn nghệ của các thôn Vĩnh Lại, Kỳ Hào, Tiên Hào, họ Phạm Đình thôn Lương Lại, ban lương dân và hội Phật tử thôn Điện Biên, xóm Cồn Dâu thuộc làng Kỳ Hào, quý khách thập phương xa gần, các cụ trong hội Kỳ Lão và bà con nhân dân làng Đại Lại, bà con cô bác làm ăn và sinh sống trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Sự hiện diện của các quý vị đại biểu là nguồn cổ vũ động viên cho lương dân tứ giác làng Đại Lại chúng tôi, đó là tình đoàn kết tiếp thêm sức mạnh và góp phần vào sự thành công của lễ hội xuân Giáp Thìn 2024. Kính thưa các quý vị đại biểu, trải qua 4.000 năm lịch sử, trên đất nước ta đều gắn liền với tên làng, tên đất. Làng Đại Lại thuộc xã Vĩnh Hào, huyện Vũ Bản, tỉnh Nam Định, nằm ở phía đông xã Vĩnh Hào, tận cùng đất thiên bản cổ nhân đã lấy hán tự, lấy thế đất mà đặt tên cho làng. Làng Đại Lại vốn là một vùng đất núi sông trùng tú, quần sơn tắc án, tứ thủy nhập triền, nơi linh khí của đất trời hội tụ.
Đại Lại xưa là kẻ đại, có nghĩa là một gò đất lớn như một cồn núi làng Đại Lại, tạo dựng truyền thống đoàn kết giáo lương, vừa hành đạo vừa làm đẹp đời, cùng nhau xây dựng quê hương giàu đẹp. Trong cuộc sống đời thường, nhân dân quê nhà lấy dĩ nông vi bản, vẫn cây đa giếng nước mái đình, giữ trọn thuần phong mỹ tục nét đẹp văn hóa dân tộc mà ngàn xưa ông cha để lại. Những ngôi từ đường của các dòng họ thờ liệt tổ liệt tông để con cháu về đấng tổ tầm tông nhớ cội nguồn, ba ngôi chùa cổ kính điện thờ Phật để người dân thực hiện tâm linh cái thiện cầu mong quốc thái dân an, tập thờ thần hoàng làng là một nghĩa cử cao đẹp của người Việt Nam. Vì những vị thần hoàng làng là những vị tinh thông tế thế, đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành lại nền độc lập cho dân tộc, được nhân dân ca ngợi sử sách lưu truyền, mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được đảng nhà nước khai thác giữ gìn, chính là những lễ hội cổ truyền. Kính thưa các quý vị đại biểu, làng Đại Lại đang thờ tôn thờ vị thánh Đông Hải Đại Vương, tên thật là Đoàn Thượng, một võ tướng đời nhà Lý, quê ở làng Hồng Nhị, Trường Tân, tỉnh Hải Dương. Ngài sinh ra trong một gia đình có nguồn gốc liên tục nhiều đời làm quan trong các triều đại phong kiến, có truyền thống yêu nước thương dân. Ngài mồ côi mẹ năm 15 tuổi, mồ côi cha năm 19 tuổi. Do tài trí thông minh, chịu khó học hành, năm 23 tuổi ngài vào triều thi đỗ khoa mậu tài. Năm 1211 được vua Lý Cao Tông giao làm phán sứ Hồng Châu, rồi phong làm tướng Điện Tiền, được tham dự chính sự trong triều. Năm 1212 ngài nhận lệnh vua Lý Cao Tông về vùng đất Hồng Châu, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh và một phần của tỉnh Hưng Yên, với nghĩa khí của bậc chí nhân quân tử, hết lòng trung quân ái quốc. Ngài xưng là Đông Hải Đại Vương, chiêu nạp dân binh, dẹp tan các thế lực tạo phản, phò trợ nhà vua giữ non sông Thanh Bình. Ngày 1 tháng 2 năm Mậu Tuất 1228, ngài đã hy sinh anh dũng, được thần dân xót xa thương tiếc, đất trời u uất cảm phiền mà nổi mưa to gió lớn kéo dài suốt mấy ngày liền. Chính vì thế mà linh khí của ngài được nhân dân khắp vùng ngưỡng mộ và tôn kính, có 72 làng lập đền thờ ngài. Vào năm 1230, vua Trần Thái Tông và cùng Thái sư Trần Thủ Độ đã đến đền thờ Đại Vương Đoàn Thượng làm lễ và ban tặng sắc chỉ truy phong Đoàn Thượng Đông Hải Đại Vương Đẳng Phúc Thần. Cuộc đời trung quân ái quốc và sự hy sinh oanh liệt của ngài đã làm cho tổ tiên nhân dân làng Đại Lại vô cùng sùng kính, suy tôn làm thần hoàng làng và lập đền thờ để hương khói. Cứ đến ngày 1 tháng 2 âm lịch hàng năm tổ chức lễ kỳ phước và từ 3 đến 5 năm lại mở hội. Kính thưa các quý vị đại biểu, lễ hội cổ truyền Xuân Giáp Thìn 2024 được tổ chức trong 3 ngày, từ mùng 1 đến hết ngày mùng 3 tháng 2 âm lịch, với hai nội dung chính. Về phần lễ, chúng ta làm lễ dâng hương kính ánh, cầu cho phong đăng, hòa cốc, dân khang, vật thịnh, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, tổ chức rước thánh từ đình Trung đến đình Nghè, từ đình Nghè về đình Trung vào sáng mùng 1 tháng 2, tổ chức rước thánh hồi cung vào sáng mùng 3 tháng 2 âm lịch, đảm bảo đúng nghi thức dân gian, giữ được bản sắc văn hóa dân tộc, thể hiện được lòng thành kính, hiểu được cội nguồn truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của ông cha qua 4.000 năm lịch sử, và nhớ công ơn thập nhị gia tiên, các bậc tiền nhân đã lao công khổ tứ, lao động vất vả khai phá lập nên làng Đại Lại với một quần thể đông vui như ngày hôm nay, để con cháu thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, gắn bó quê hương làng xóm, yêu tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ trọn nét đẹp văn hóa tâm linh. Về phần hội, chúng ta tổ chức múa rồng lân, giao lưu văn nghệ với các thôn bạn, tổ chức các trò chơi như cờ tướng, chọi gà, tổ tung điếm, đặc biệt là tổ chức môn bóng đá nam thanh niên, giao lưu gặp gỡ với các nhân dân, các thôn, tâm sự trao đổi với những người con xa quê trên mọi miền đất nước đã về dự lễ hội, để hội xuân, hội làng vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm.
Cuối cùng, thay mặt xin ban tổ chức lễ hội, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu luôn mạnh khỏe, xuân mới gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Chúc lễ hội cổ truyền làm đại lại xuân Giáp Thìn 2024 thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức lễ hội, tôi xin tuyên bố khai mạc lễ hội cổ truyền làm đại lại xuân Giáp Thìn 2024 bắt đầu. Kính mời hai cụ già làng thay mặt cho hội kỳ lão lên nổi hồi trống chiêng khai hội. Xin mời đội trống làng Đế Sát Đại Thắng cùng hợp sức nổi trống khai hội. Đội trống làng Đế Sát Đại Thắng đã góp phần làm bốc lên khí thiêng lễ hội
lửa thiêng lễ hội, làm cho lễ hội thiêng liêng và thiêng trang, những phút thăng hoa. Thank you.
chờ em nơi đầu đình. Nụ cười đẹp như nắng yêu, nắng mùa xuân nở trên môi hồng. Em dịu dàng lời ca điệu hát, dáng tha thướt mỗi câu hát như tiếng mùa xuân kia ta ngọt ngào. Mà đời đẹp như câu hát em trao, ta hẹn hò vì quê hương mạnh dầu.
mảnh đất quê ta đẹp giàu. Em xin giải hiếm bất ngờ, lời ca quan họ đậm sâu quê nhà. Tiếng hát đi trà ni hoa, trên quê hương bên yêu của ta. Tiếng hát đi trà ni hoa, dân đi đến vui nga. Trong tay xuân bãi, trái gai trẻ già, thắm đi trốn gần xa cùng về. Tới hội, tới hội quê về ta đi. Thắm thiết nghĩa ý tình, quê hương ta chứa trang niềm vui thắm thiết nghĩa ý tình. Lúa đồng mênh mang, mùa màng tươi tốt, đây đây ta mình vui hát giao duyên điệu chèo. Nhớ mãi nhớ mãi không điệu chèo say đắm lòng tôi, sân đình đông đúc mọi người ra xem. Từ cụ già tới các em, hân hoan phấn khởi trong đêm hội làng. Lời hát đi dọn đi già, em đi hát đi mang đi mang đi, sao nước mắt đi hoan đi. Bao tình hôm nay giữa sông.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.